Tâm linh của bạn rất mạnh. Bạn biết rõ ràng ai đứng sau tất cả những điều đó. Bạn nhìn người vô cùng chính xác, bởi vì bạn có năng lực thấu cảm đồng cảm rất mạnh. Không dựa trên những lời nói hành động của người đó cư xử với bạn, mà dựa trên những ý định. Có thể những ý định này vẫn còn tiềm tàng trong tiềm thức của người đó. Bạn có thể nhận thức rõ ràng. Điều này minh chứng rằng bạn có năng lực linh cảm. Tâm linh của bạn rất mạnh. Nó giống như là một kim chỉ nam luôn có sẵn bên trong bạn, giúp bạn luôn nhìn thấy những nguy cơ, những điều tiêu cực có thể xảy ra, để bạn có sự chuẩn bị kịp thời, tránh xa mọi tai ương, và giúp bạn đưa ra những lựa chọn đúng đắn, mang lại lợi lạc không chỉ cho riêng bạn mà còn cho rất nhiều người xung quanh bạn. Những người nào ở gần bạn lắng nghe những lời nói của bạn một cách tích cực sẽ chờ được cho họ rất lớn trong việc phát triển bản thân mình và tạo ra rất nhiều điều tốt đẹp, đồng thời tránh xa những tai ương trong cuộc sống. Năng lực linh cảm này của bạn sẽ ngày càng phát triển mạnh nếu bạn biết cách sử dụng nó trong việc giúp đỡ, nâng đỡ những người xung quanh bạn và biết trao dồi năng lực sống trong chánh niệm. Trong tất cả những video của kênh hướng dẫn các bạn, trong những buổi chia sẻ trực tiếp, đều hướng chúng ta đến khoảnh khắc hiện tại, sống trong chánh niệm và mở rộng tình yêu của mình. Khi bạn dõi theo những video và lắng nghe và thực hành theo những điều của kênh chia sẻ, bạn sẽ cảm nhận rất rõ ràng tâm linh của mình đang phát triển, năng lực linh cảm của bạn ngày càng phát triển. Khi bạn trải nghiệm những điều tốt đẹp trong cuộc sống của mình và cảm nhận rõ ràng nó nhờ vào năng lực linh cảm của bạn, hãy tiếp tục trao dồi nó và hãy mở rộng giúp đỡ những người xung quanh bạn. Vô số phước lành luôn đến với bạn.